chính trình lên thánh tông và bổn phận để chính cho hai cháu nó làm lễ. Nay hai làm lễ thờ hôn cho cháu, cái cậu cũng chúc cho hai cháu được trong năm hạnh phúc, cho những quà cho nó món quà cho nhỏ bây giờ để mời ông ngoại giờ chứng rồi nó mới xá sau. Hôm nay mời đại diện bên tôi là ông nội dư sắc mà
Kính thưa bác Năm, chú Ba với thưa tất cả mấy anh, hôm nay tôi có cưới vợ, tôi thành con trai tôi. Sự có mặt của chú Ba và quý bà con mình thì để tôi chúc mừng cho đứa cháu nó. Vậy con xin phép chú Ba dùng với con một ly rượu để chúc mừng. Mở năm. Với trên phép chú Ba cũng có đôi loại ý kiến cho tụi cháu đó. Hôm nay vợ chồng Hai Đức làm lễ thành hôn cho con của Hai Đức. Anh em chúng tôi đến đây trước là ba thằng gì đó. Rồi sau có ba Mạnh là bạn thân của tình bằng hữu tôi là anh Bảy, là ba của Hai Đức. Thì hôm nay cầu chúc cho tân gia nhân được trăm năm bền chất. Và sau nữa tôi kính lời thăm nhị ca tôi ở bên nước người. Và sau các cháu được dạng sự như ý. Còn tôi riêng nhân nhũ với đại ca nhị ca tôi thì ở đây uống rượu thì lễ tân hôn có bên cạnh có những điều. Uống này nhị ca. Nhà cưới vợ cho thằng cháu thì tôi cũng không có gì hơn, cũng cầu chúc cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc. Và sẵn dịp này thì cháu cũng xin gửi lời thăm cậu Bảy và các em ở bên đó cũng vạn sự như ý. Ba có ý kiến gì không? Tôi cũng có muốn gà để gửi cho cháu cháu. Mời mọi người. 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 Mời mọi
Thôi thì bớt lửa không có rơi hột nào, thấy không? Chồng dặn thì vợ lui lại, thấy không? Chúc hai cháu hạnh phúc. Thôi rồi, giờ bà con mất đi luôn, bây giờ mình thôi mình tạm chế đi. Giờ bà con để luôn luôn về chặt thôi, mình đang đơn giản chế luôn. Thưa hai họ,